2 giờ sáng đưa đến đây. Phần em bị thương. Em đã làm gì? À, nhảy disco. Nhảy disco à? Cả một đêm gật gù như thế, có thể đi không bị trẹo sao? Em đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi. Em đã xoa dầu, còn dắt ra salon bath. Em làm sao vậy? Em đến đây để giải rượu. Em biết uống rượu bia không tốt, nên đã bỏ vào trong đó 2 quả táo tàu. Hay lắm. Vậy chút nữa tôi bảo y tá ma che 1 cốc brandy làm thuốc. Huyết áp cao, bệnh tiểu đường, cái này của em không cần chữa. Buổi sáng và tối mỗi ngày chạy 20 vòng trên sân vận động là được. Đây là vị dưa chuột thanh đạm. Một đằng tự tìm cái chết, một đằng thì tự cấp cứu. Cho rằng cách sống như vậy có thể duy trì được mạng sống sao? Điều này có khác gì so với việc tự sát dần dần đâu. Vì cô viết một đơn xin nghỉ. Tập 11. Này, sao cậu biết được Prince sẽ luyện tập ở đây? Tôi xem đoạn băng được ghi lại, bên trong đó có nơi mà anh ta tập luyện. Tôi có ấn tượng. Con người cậu sao có thể nghĩ gì làm đó vậy? Hơn nữa, cậu đến rồi, người ta có gặp cậu không? Cậu không thử sao biết được chứ? Thực ra đã từ lâu lắm rồi tôi không tiếp nhận phỏng vấn. Có điều, đề tài của em chọn rất thú vị. Bây giờ thế giới bên ngoài vẫn có những hiểu lầm nhất định về những tuyển thủ game thể thao. Thực ra thể thao điện tử giống hệt như những công việc khác, chỉ cần một công việc phổ thông thôi. Vậy anh cảm thấy sao mọi người vẫn có thành kiến đối với thể thao điện tử? Bởi vì bây giờ đại đa số mọi người đều cho rằng chúng tôi ngày nào cũng chỉ chơi game, không có nghề nghiệp chính. Theo như họ thấy, chúng tôi không làm một công việc bình thường. Chứ đừng nói gì đến những tuyển thủ thể thao điện tử. Vì sao anh vẫn còn chọn ngành thể thao điện tử này chứ? Bởi vì cuộc sống trước đây của tôi quá tầm thường. Tôi căm ghét sự tầm thường. Vì vậy tôi muốn tạo ra chút thành tựu nào đó. Lợi hại quá đại thần, giúp em ký tên với. Tạ Khả Mạn vẫn chưa chết. Tôi giúp cậu ấy vượt ngục. Vậy cậu định làm thế nào? Cậu ấy chính là án lệ điển hình nhất. Nói cho chúng ta có khả năng chúng ta sẽ phá hủy hết những điều chúng ta yêu thích. Không, tôi cảm thấy anh ấy đang căm hận cuộc sống tầm thường này. Vì vậy phải bắt đầu từ những điều yêu thích mới có thể có được thành tích. Vậy thì còn ước mơ về sự cố chấp đối với game thì sao? Người bạn phản biện. Cậu có cảm thấy nếu như cùng là một sự vật, chúng ta yêu thích nó, cũng có thể nói là căm ghét mặt đối lập của nó. Giống như Tạ Khả Mạn và Prince vậy, họ ghét bỏ sự tầm thường, vì vậy mới yêu thích game. Chúng ta ghét bẩn, chúng ta thích sạch sẽ. Chúng ta ghét xấu, vì vậy mới yêu thích cái đẹp. Cuộc thi tranh bá của tinh tế lần thứ 19 sẽ được tổ chức vào 2 ngày sau. Từ cuộc thi tranh bá của tinh tế năm 1998 cho đến nay đã đẩy lên phong trào sôi nổi của lịch sử thể thao điện tử Trung Quốc. Tuy rằng sức cạnh tranh của ngành này rất ác liệt, nhưng vẫn có một loạt các fan của thể thao điện tử, những trung thành với tinh tế chúng tôi tiếp tục vươn xa hơn. Vậy quay trở lại cuộc thi tranh bá của tinh tế kỳ đầu tiên, có một nhân vật rất vĩ đại đã xuất hiện. Trong quá trình 4 người họ thi đấu đã thắng liên tiếp 3 vòng, cuối cùng đã giành được giải thưởng quán quân của năm đó. Đáng tiếc sau trận đấu, vốn dĩ đột quyên có cơ hội đại diện cho quốc gia đi thi đấu, nhưng lại đột nhiên tuyên bố giải tán. Luật bài trung sao? Có chút vấn đề như vậy không biết lên mạng xóa sao? Có chút chuyện nhỏ như vậy mà cũng gửi WeChat cho thầy. Luật bài trung có nghĩa gì vậy? Luật bài trung là một trong những quy luật cơ bản của logic học. Nói đơn giản là sự phủ định của A là không phải, mặt trái của yêu thích là không yêu thích. Bên trong yêu thích bao gồm căm hận. Em hiểu rồi. Còn một loại nữa là không yêu thích, cũng không căm hận. Còn nữa là vừa yêu thích, lại căm hận. Tổng kết xong rồi, mọi người đến đây nghe một chút đi. Đầu tiên, căm ghét sẽ chế lên thù hận. Thù hận sẽ mang lại những tổn thương trực tiếp. Tổn thương càng trực tiếp, như vậy sẽ càng dễ dàng hủy hoại chúng ta. Ví dụ chiến tranh, bạo lực trên mạng. Thứ hai, căm ghét sẽ dấy lên sự trốn tránh. Trốn tránh không biết sẽ mang lại điều gì cho đối tượng căm ghét. Đối với sự việc, sự vật quen thuộc, những chuyện không biết sẽ càng nguy hiểm hơn. Giấu bệnh vì sợ thầy thuốc, chứng sợ giao tiếp xã hội, chứng bệnh trốn tránh trì hoãn. Thứ ba, nói từ góc độ tâm lý học, thời gian của cảm giác căm ghét sẽ tồn tại lâu hơn so với cảm giác yêu thích, khiến cho sự tổn thương càng dài, khiến con người ta khó mà quên đi, càng có khả năng sẽ phá hủy chúng ta. Phản ứng căng thẳng, bóng đen tâm lý, hiệu ứng đồng cảm. Mọi người tổng kết tốt lắm. Chia nhau rồi về suy nghĩ thêm. Hôm nay đến đây thôi. Đợi chút nữa đi ăn mì, thảo luận chiến thuật cho cuộc thi lần sau. Lần sau đi, tôi còn chút chuyện. Đi đâu đấy? Nhà Tạ Khả Mạn. Lại muốn đi nghe chửi à? Chưa có phỏng vấn đương sự thì sao mà viết tin được? Tôi đoán cậu có khi là muốn tự tìm chỗ chết. Lần này tôi đã thu thập rất nhiều tài liệu, tôi có lòng tin. Cậu có muốn đi với tôi không? Thực ra có rất nhiều trường đại học đã mở chuyên ngành về thể thao điện tử, không đơn giản là game không đâu. Đây là tất cả những chiến tích của Tạ Khả Mạn. Do những bình luận đánh giá của những thành viên trong đội, tuy rằng cháu không hiểu game cho lắm, nhưng từ kết quả, Tạ Khả Mạn có thể là đại diện thiên tài thể thao điện tử. Này, chú à. Không phải cậu đang học một ngành thông tin giả đây chứ? Này cậu xem này. Cái quy chương này có phải trông hơi quen mắt không? Nhìn hơi quen thật. Quán quân cuộc thi kinh tế mùa đầu tiên. Lẽ nào ba của Tạ Khả Mạn đều ở đây? Tìm đi. Cậu đúng là một fan của thể thao điện tử đấy. Đâu có. Nhà mình bán sách và báo cũ. Lúc nhỏ thường xem mấy cái này. Này, tìm thấy rồi. Nào, giới thiệu với các cậu đội ngũ tranh bá của tinh tế trong truyền thuyết Quyên. Đội Quyên là phong thần của tinh tế. Cùng với không một trận thua, đội trưởng Tạ Dương đã dùng sức lực xoay ngược thế thua. Tạ Dương, ba của Tạ Khả Mạn à. Trời ơi, lợi hại quá. Nếu không thì sao được gọi là chiến đội truyền kỳ trong truyền thuyết. Có điều chiến đội Quyên lại rút lui trong thời kỳ đỉnh cao, sau này cũng không tham gia thi đấu. Giới thể thao điện tử đổi mới lại nhanh, vì vậy sau này không có ai nhớ đến họ nữa. Không ngờ ba của Tạ Khả Mạn lại là thần sấm Tho. Có điều chú ý là không nhắc một chữ nào về chuyện này. Chúng ta nên điều tra thế nào đây? Chuyện nhỏ thôi. Đại phóng viên, cậu có cách gì? Chỉ cần biết họ là chiến đội Quyên thì sẽ biết được tên của họ này. Sau đó có thể biết được thông tin cơ bản của họ như trường học, đơn vị. Điều tra từng người thôi. Thêm cả tôi nữa. Xin chào, xin hỏi có phải là cú đấm lửa cựu thành viên của chiến đội Quyên không? Xin chào, đây là nói chuyện đêm muộn. Phí một phút là 2 tệ. Alo, xin hỏi có phải là cú đấm lửa không? Cô là đã mấy giờ rồi chứ? Đầu cô có vấn đề à? À, xin lỗi. Alo, là cô đấm lửa có phải không? Ai đấy? Cô đấm lửa, cháu muốn hỏi chú một chút việc. Đây là gara sửa xe, không phải cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Bao giờ mở cửa thì hãy tới. Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Chút nữa chúng ta sẽ đi đến gara sửa xe, sắp mở cửa rồi. Đi thôi. Buổi sáng tôi còn phải đi đăng ký, luyện tập cho sư tọa nữa. Hay là cậu cứ về ngủ trước đi, tôi làm xong việc tìm cậu. Thế là phóng viên thức đêm có một chút thì được xem là cái gì. Tôi đi đây. Nếu như cái tên tiểu tử Tạ Dương năm đó quẳng gánh không thi nữa thì chiến đội của chúng tôi đã ký được hợp đồng với công ty thể thao điện tử rồi. Cờ lê. Khi đó chú ấy sao lại chọn từ bỏ chứ? Vợ anh ấy không cho anh ấy chơi game, cãi nhau đến mấy năm trời. Lúc mới đầu chúng tôi cũng không để ý. Nhưng sau này, sau khi sinh con trai, vợ cô ấy để lại một tờ đơn thỏa thuận ly hôn rồi bỏ đi. Nào uống nước đi, cảm ơn. Tạ Dương năm đó chính là tuyển thủ giỏi nhất toàn quốc. Đội của bọn chú có thể giành được giải quán quân đều dựa vào cậu ấy. Chỉ đáng tiếc không theo kịp thời đại. Lúc đó có ai hiểu thể thao điện tử là gì? Tạ Dương vì nuôi con, nếu không có cách nào khác, ta tìm một công việc bình thường. Đúng là làm ba làm mẹ rồi mới biết, đúng là làm khó cho cậu ấy. Này, nghe cháu nói như vậy, hình như con trai anh ấy cũng có thiên phú chơi game, đúng là được di truyền từ Tạ Dân. Cháu đừng thấy bình thường anh ấy hung dữ, thật ra anh ấy đối với con trai rất tốt. Chú nghĩ điều này cũng là gì? Anh ấy chơi game nên hại con trai mình không được lớn lên trong mái nhà trọn vẹn, nên ấy nấy. À, cháu đợi một chút, chú đi lấy cho cháu thứ này. Này, chú chỉ có thể giúp cháu được đến đây thôi. Chú à, thực ra Tạ Khả Mạn giống chú như vậy, rất có tài. Một phóng viên nhỏ như cháu đúng là có bản lĩnh thật đấy. Nhưng mà phóng viên và paparazzi chỉ khác nhau trong cách nghĩ thôi. Thực ra chú hiểu rõ tâm trạng của Tạ Khả Mạn bây giờ hơn bất cứ ai. Muốn tiếp tục chơi thể thao điện tử như là không có cách nào. Chính vì chú có thể hiểu, vì vậy chú mới khó chịu. Đây là việc nhà của chú. Cháu là một người ngoài thì biết cái gì. Về đi. Đem tất cả những sai lầm quy hết lên thể thao điện tử thì có thể cảm thấy thoải mái với những chuyện trong quá khứ không? Bởi vì con đường thể thao điện tử của chú không thuận lợi, vì vậy mà phủ định tài năng về thể thao điện tử của con trai mình, chặt đứng khả năng của cậu ấy. Thể thao điện tử thì có khả năng gì chứ? Chơi bời lêu lỏng. Mẹ của Tạ Khả Mạn cũng nghĩ như vậy sao? Lúc mẹ của ấy nói như vậy, trong lòng chú cũng không nói lên nổi sự uất ức và bất cam đúng không? Nếu như năm đó chú không mê muội thể thao điện tử thì mẹ nó sẽ không bỏ đi. Ít chứ Khả Mạn sẽ giống như những đứa trẻ khác, có thể có một tuổi thơ hoàn chỉnh. Đúng, sự lựa chọn năm đó của chú ảnh hưởng tới Tạ Khả Mạn phải lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn. Nhưng chú cũng đã dùng bao nhiêu năm nay để bù đắp cho cậu ấy rồi. Hơn nữa chú còn hiểu rõ hơn ai hết. Vậy thì tại sao lại không cho Tạ Khả Mạn một cơ hội và ủng hộ cậu ấy chứ? Là vì sợ sao? Sợ Khả Mạn biết chuyện chân tướng mẹ cậu ấy đã bỏ đi sẽ không tha thứ cho chú sao? Bởi vì sợ thừa nhận chơi game không phải một việc vô bổ, không thể đổ hết mọi lỗi lầm cho game được. Nếu cứ như vậy, sự tự trách và ấy nấy trong lòng sẽ nguyên hoài bản thân, đúng chứ? Bởi vì mất đi vợ, thẹn với con trai nên mới căm hận bản thân, nên mới đổ hết sự căm hận này cho việc chơi game, thì mới có thể sống yên ổn cả đời sao? Nhưng căm hận sẽ không biến mất đâu, mãi mãi sẽ không đâu. Như vậy chúng mới lựa chọn ích kỷ, kiểu lừa gạt, đã kéo giấc mơ của Tạ Khả Mạn chôn theo cùng rồi. Bởi vì một khi Chúa khẳng định ước mơ của cậu ấy, vậy thì nỗi căm hận của bản thân, sự áy náy đối với con trai, sự tự trách với vợ sẽ được giải quyết hết. Đến khi đó sẽ không cách nào gánh vác được. Đừng nói nữa. Nếu như Tạ Khả Mạn biết sự ra đi của mẹ nó và tuổi thơ không được hạnh phúc của nó là do hồi trẻ chú chơi thể thao điện tử tạo nên, thì nó sẽ không hiểu đâu. Nó sẽ không tha thứ cho chú đâu. Chú không cần sự tha thứ của Tạ Khả Mạn. Điều chú cần là tha lỗi cho bản thân mình, vì sự giải thoát cho bản thân, buông xuống phần hận đó. Không ai là sai cả. Những sự lừa gạt mãi mãi sẽ không đem lại sự hạnh phúc đâu. Đợi một chút. Hãy cho Tạ Khả Mạn một cơ hội, cũng là cho chính mình một cơ hội. Chúng ta hãy chúc mừng quán quân của cuộc thi tranh bá tinh tế, chiến đội Queen. Cảm ơn, cảm ơn. Chào giáo sư. Chào thầy Ban. Chào thầy. Đây là ba cuộc chiến các em cần chuẩn bị. Vâng. Này, Tiểu Hy đâu? Cậu ấy có việc. Vậy không quan tâm nữa. Về sao các em nói lại em ấy? Chúng thư trực tiếp nhất của sự căm hận, các em có thể lấy nó làm điểm tấn công trực tiếp. Vì vậy nói đây là trọng điểm cần chuẩn bị. Đối phương có thể nói sự nguy hiểm của niềm yêu thích cũng có tính mê hoặc và tính che đậy. Vì vậy nói càng không biết thì chiến trường này sẽ càng nguy hiểm. Vừa hay có thể đánh đòn, phủ đầu. Làm gì vậy? Tôi có một câu hỏi muốn hỏi cậu. Hỏi đi. Sự tổn thương lớn nhất đời này cậu phải chịu đựng là cái gì? Bị tình đầu cắm sừng. Vậy cậu có căm hận họ không? Hận. Rất tốt. Sự căm hận của cậu đã tạo nên sự tổn thương lớn nhất cho cậu, đúng chứ? Ừ. Bên phản biện, vậy xin hỏi, tổn thương lớn nhất đời cậu phải chịu là gì? Năm trước tất cả các quán lẩu đều đóng cửa, cảm giác như bị cả thế giới đã kích vậy. Vậy cậu có căm hận vì các quán lẩu đóng cửa không? Hận. Không lẽ đây là vấn đề chất vấn của cậu? Có phải rất giỏi không? Cậu sẽ bị ngược rất thảm đấy. Vô địch. Đúng là cô đơn. Biết nhường nào. Vô địch đúng là cô đơn. Em rất giỏi sao? Thầy hỏi em thích hùng biện không? Thích. Nếu như một ngày em không thể hùng biện nữa, em sẽ thế nào? Hận. Em hận ai? Em hận chính mình. Vì vậy mới nói Em đam mê hùng miệng thì em mới hận bản thân. Em chết là do đâu? Là do không nên yêu hay là không nên hận? Thứ em đam mê có gì sai? Vì vậy, rời xa giấc mơ đam mê của mình, em không sống nổi. Nhưng mà giấc mơ thì sớm muộn gì cũng sẽ tỉnh. Vô địch đúng là cô đơn biết nhường nào. Thời gian thi là 3 giờ chiều mai, còn 21 tiếng đồng hồ. Chỉ cần đảm bảo ba cậu trong vòng 21 tiếng đồng hồ tới không tóm được cậu, nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Đầu tiên, trước lúc ba cậu về phải đưa cậu ra ngoài thành công. Cửa bị khóa cũng không sao. Đây là tầng 2, có thể trèo xuống theo đường ống nước. Lúc nãy tôi đã thử rồi. Bọn tôi sở khách sạn gần nhà thi đấu nhất để thuê phòng giúp cậu rồi. Tôi đăng ký vào tên của một bạn học sinh nữ. Vì vậy cho dù ba cậu có tìm đến, cô sẽ không chú ý tới. Tất cả trang bị đã chuyển tới hết cho cậu rồi. Lương khô cũng đã đủ cho cậu ăn tới trước lúc thi. Như vậy cậu có thể không cần ra khỏi phòng. Bước quan trọng nhất, cậu phải đi vào thông qua con đường VIP trước khi cuộc thi bắt đầu 3 tiếng. Sau đó bọn tôi sẽ cho người canh gác ở lối ra vào nghĩ một cách để chặn ba cậu khi ông ấy tìm tới, cho tới khi cuộc thi kết thúc. Cậu rõ chưa? Rõ rồi. Sao tự nhiên cậu lại đồng ý giúp tôi? Đam mê vốn dĩ không có đúng sai, lựa chọn thế nào là do cậu. Tôi là anh em của cậu, tôi chỉ phụ trách việc giúp cậu. Xứng danh huynh đệ. Ngẩn ra đó làm gì? Hành động. Ba, cháu chào chú. Mau. Đây là... Lại đây. Nào, chúng ta chơi một ván. Phim được thuyết minh bởi MangoTV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Chú ơi, bọn cháu xin phép. Không ngờ đấy, phóng viên vô danh tiểu tốt như cậu là có cách. Đây là tính tự giác của một người làm tin tức. Tôi là một người làm tin tức có lý tưởng đấy. Chà, đã tìm thấy mục tiêu lý tưởng rồi à? Sao tôi lại cảm thấy rõ ràng cậu cướp bát cơm của ông Mori Kokoro? Đối thủ phản biện xin đừng coi những hành vi thám tử vì danh lợi giống như điều tra tin tức. Thân là một phóng viên khai thác sự thật, báo cáo khách quan là chuẩn mực công lý của tôi. Rất đáng tiếc, cậu vẫn là một kẻ hùng biện đuổi trắng thay đen. Cho dù tôi là một kẻ hùng biện đổi trắng thay đen thì cũng không thể so sánh với siêu sao hùng biện. Dù bất kỳ bên chính biện hay phản biện đều có thể thay đổi, nhưng mà lần này tại sao cậu lại bắt đầu để ý tới bên phản biện, sau đó lại để ý tới bên chính biện? Nhưng cuối cùng chẳng phải tôi vẫn kiên định đứng về phía đương sự sao? Hơn nữa, cậu có biết vì sao tiên nữ lại hạ phàm không? Tại sao? Là bởi vì để trải nghiệm tình yêu ngu ngốc của đám người phàm. Nếu như tôi không tự động giảm một bậc, sao có thể hẹn ngầm với cậu được? À, vậy bạch tiên nữ, cậu về trời đi thì hơn. Nếu như tôi về trời rồi thì ai sẽ tới giải cứu thế giới? Biết bao nhiêu người bị sự căm hận hủy hoại, biết bao nhiêu người bị đam mê hủy hoại. Sao vậy? Người bị sự căm hận hủy hoại. Có cách rồi, luận điểm mới rất phù hợp cho các cậu để kết luận, chắc chắn sẽ thắng. Quan điểm này của các cậu đúng là sắc bén, còn phải nói. Này, cậu và chị Đình thế nào rồi? Chị ấy có bạn trai rồi? Sao có thể, tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Ở Mỹ là yêu xa. Yêu xa? Vậy thì cũng không phải là không thể. Hơn nữa, cậu chọc gậy bánh xe cũng coi như là giải thoát cho chị Đình. Tam quan của cậu có cần phải tái tạo lại không? Tôi biết ngay cậu sẽ chụp cho tôi cái mác Playboy, cái gì mà thê đuổi thất thường, cưỡi lừa tìm ngựa. Nhưng mà những điều đạo đức này cuối cùng đến lúc đối mặt với cám dỗ và lựa chọn đều sẽ thua tình cảm. Mấy câu nói động lực kiểu này là định để tẩy não Tiểu Hy. Sau khi Lưu Đồng theo đuổi được cô ấy, nói cậu ấy đừng có nói lung tung. Dù sao vốn dĩ tôi định đợi khi thi xong sẽ nói cho chị ấy biết, sau này rồi tính. Cho dù nói thế nào, tôi cảm thấy chị Đình với cậu đúng là một đôi. Chắc chắn sẽ vui hơn một người nhìn không được sờ chẳng thấy. Có người sống nửa cuộc đời trong nỗi hận của quá khứ, do vậy đã hủy hoại cả nửa đời người. Có người đã hết mình vì đam mê, nhưng cuối cùng khi giải hòa với quá khứ, cười bản thân chẳng có gì hết. Chúng ta sẽ không bị đam mê quỷ hoại, có lẽ chúng ta cũng không bị nỗi hận quỷ hoại. Chúng ta sẽ chỉ bị quỷ hoại bởi nỗi hận khi chúng ta trở thành nỗi hận. Dì Tiểu Hy, đi thôi, đi xem cuộc thi của cậu. Sắp tới đại hội thể thao rồi, ai cũng bận. Sao cậu có thời gian vậy? Trận sau thi xong với học viện pháp luật chính trị các cậu sẽ bị loại. Xem trận này đỡ trận sau. Lát nữa chúng ta sẽ làm theo phương án đã thảo luận. Ừ, được, đi. Không đi chào hỏi sao? Cậu có thể đừng ồn ào được không? Mình không có cảm giác gì với cậu ta. Dù sao người ta cũng là sinh viên xuất sắc học viện âm nhạc, có thể hạ mình, tỏ tình với cậu trước mặt toàn trường. Cậu đừng dửng dưng như vậy. Không có cảm giác là không có cảm giác. Không có cảm giác gì sao có thể ở bên nhau được? Hai người ở bên nhau chẳng phải là người nhịn ta một lần, ta nhường người một lần sao? Làm gì phức tạp như cậu nghĩ. Cậu chỉ cần nghĩ một chút. Sau này mỗi sáng thức dậy sẽ nhìn thấy gương mặt của cậu ta. Cậu có thể chịu đựng được không? Cậu đang nói linh tinh gì vậy? Vậy thì cậu thử nghĩ, trong thời gian 1 năm tới, ngày nào cậu cũng phải ăn cơm với cậu ta, xem phim với cậu ta. Cậu có đồng ý không? Đừng nghĩ nữa, hôn một cái là biết ngay. Chẳng ra sao. Học viện y học và học viện kinh doanh của đội B đã giành vé vào vòng trong. Giống chúng ta, không hổ là đối thủ nặng ký. Phải xem hai quân ác chủ bài của học viện văn học và nghệ thuật biểu hiện thế nào. Nghệ thuật, 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 nghệ thuật. Chúng ta sinh ra vì bạn, nghệ thuật chúng ta tồn vong vì bạn. Nếu như có một ngày chúng ta bị diệt vong, nghệ thuật hãy giơ cao thanh đao thần thánh. Cậu ngồi sai chỗ rồi. Không sai mà. Tôi đặc biệt tới đây để cổ vũ cậu. Này, lần trước bọn họ thi với học viện toán học mặc đồ thể dục giống y như tụi mình. Lần này trang bị của họ rõ ràng nhỉnh hơn rồi. Trọng điểm là bọn họ còn để đồ cổ vũ, đọc luận điểm ra luôn. Như vậy sẽ khiến khán giả chú ý. Chẳng lẽ không tính là phạm quy sao? Đồ xảo quyệt. Đội trưởng đội hậu cần thanh bắt đâu? Nghệ thuật chúng ta sinh ra vì bạn, nghệ thuật chúng ta tồn vong vì bạn. Nếu như có một ngày chúng ta bị diệt vong, nghệ thuật hãy giơ cao thanh đao thần thánh. Đội trưởng đang làm gì vậy? Đội trưởng đội cổ vũ của Học viện Nghệ thuật là nữ thần mà gần đây đội trưởng đang theo đuổi. Không hổ là thanh niên mà thầy Đường kéo qua. Cậu dịch kiểu tóc của Lưu Đóng kia, không biết tốn bao nhiêu keo, chó thổi cũng không bay. Người ta dù gì cũng là đàn anh. Thôi đi, khí thế của Học viện Nghệ thuật hơn chắc rồi. Tôi vẫn đợi xem Học viện Văn học. Nếu Học viện Văn học thắng, thắng hai vòng coi như là thắng thăng cấp rồi. Lập lực của một người nặng hơn cửu đỉnh, 3 tấc lưỡi vàng mạnh hơn 100 vạn người thầy. Chào mừng các thầy cô và các bạn sinh viên đến với cuộc thi biện luận tại Đại học Giao thông, vòng biện luận nhóm thứ 3 của nhóm A. Con người rồi sẽ chết. Tôi từ chối việc trốn tránh sự sợ hãi. Con người rồi sẽ chết. Tôi hy vọng có thể chết trên con đường theo đuổi khát vọng. Con người rồi sẽ chết. Chúng tôi trước giờ đều không sợ hãi. Con người rồi sẽ chết. Ước mơ giúp chúng ta sinh ra từ cái chết. Tôi là Lưu Đống, vị trí biện luận số 1. Tôi là Triệu Vũ Đồng, vị trí biện luận số 2. Diệp Gia Dĩ, vị trí biện luận số 3. Trương Thiều Phong, vị trí biện luận số 4. Chúng tôi đại diện cho Học viện Nghệ thuật. Xin chào tất cả mọi người có mặt tại đây. Nghệ thuật cố lên. Mong các nhà nghệ thuật tương lai ở đây hãy kiềm chế một chút cách biểu đạt hy vọng của mình, giữ im lặng cho hội trường. Bây giờ là giai đoạn đưa ra lập luận, mời đội biện luận. Chúng ta đang thấy người chơi mới Tạ Khả Mạn đã chọn nhân vật tinh linh sở trường của cậu ấy, và đối thủ của cậu ấy cũng chọn nhân vật trùng tộc để đấu lại. Cuộc thi bắt đầu. Chào mọi người, rất vinh hạnh được tham gia biện luận cùng các bạn đội phản biện về đề tài liên quan tới sự hủy diệt này. Chúng ta rồi sẽ bị hủy diệt bởi những thứ ta yêu quý nhất. Tại sao chúng ta lại cảm thấy trên những thứ mà chúng ta vậy mà cũng được sao? Chúng ta đang lo lắng điều gì? Cô gái mà tôi vô cùng yêu thương, nhưng khi tôi phải hy sinh rất nhiều trong mối tình này, sẽ luôn cảm thấy có một chút lo lắng. Lỡ một ngày nào đó cô ấy không yêu mình nữa thì sao? Kỳ lạ, hoàn toàn không có kết cấu lập luận gì. Tôi yêu cô ấy. Tôi sẽ càng đem hết tình cảm và hy vọng của mình đặt hết lên người cô ấy. Tôi yêu đến điên cuồng, yêu không kiểm soát. Rồi sẽ có một ngày cô ấy biến mất khỏi cuộc đời tôi. Lúc đó cuộc đời tôi sẽ sụp đổ hoàn toàn. Khi chúng ta đánh mất bản thân, vì vậy nó rất nguy hiểm. Nếu nỗi sợ và tình yêu đều nguy hiểm thì sợ hãi sẽ giống như cây vợt bắt mũi, còn tình yêu giống như cây đèn bắt mũi. Nếu bị vợt bắt mũi dây bắt, chúng ta vẫn còn có thể thoát thân. Nhưng nếu bị tình yêu mê hoặc, chúng ta đều sẽ giống như thiêu thân lao vào lửa. Nếu chúng ta tới toàn nhân loại, sẽ nghĩ tới Huxley và Orwell. Họ đều từng đưa ra một câu hỏi như nhau: loài người sẽ diệt vong như thế nào? Điều Orwell lo sợ sách vở sẽ bị cấm lưu truyền. Điều Huxley lo sợ là sách vở không cần phải bị cấm lưu truyền, bởi vì con người sẽ không đọc lại sách vở nữa. Điều Orwell lo sợ là sẽ có người chiếm đoạt những thông tin mà chúng ta có được. Điều Huxley lo sợ là chúng ta sẽ phải đối mặt với quá nhiều thông tin, tới mức chỉ có thể tiếp nhận một cách bị động, không tự thoát ra. Orwell lo sợ sự thật sẽ bị chôn vùi. Huxley lo sợ sự thật sẽ bị đại dương nhấn chìm. Orwell lo sợ văn minh của nhân loại sẽ bị cầm cố, trở thành một vùng hoang mạc. Huxley lo sợ văn hóa chúng ta vụng dở và bị những cỏ dại xen vào. Mọi người sẽ bị mê hoặc bởi những chuyện nhỏ nhặt. Orwell đều phòng những nỗi sợ của chúng ta. Còn Huxley lại lo lắng nhân loại sẽ bị hủy diệt bởi những gì chúng ta yêu nhất. Trời ơi, BBT sống à? Ngày nay chúng ta đọc sách ngày càng ít, giải trí ngày càng nhiều, tin tức ngày càng ít, chuyện nhảm thì ngày càng nhiều. Khi chúng ta nhìn thấy tin tức về một ngôi sao nào đó sẽ cảm thấy vô cùng thích thú. Chẳng phải chứng minh những dự đoán của Huxley hay sao? Vui chơi tới chết. Chúng ta đang bước từng bước tới gần điều chúng ta yêu thích, và cũng đang đào lên phần mộ cho chính mình. Cảm ơn. Các cậu thấy sao? Xem tiếp đội học viện nghệ thuật coi. Hy vọng cũng sẽ vậy. Rất đặc sắc, nhưng cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. So sánh để biện luận như là không so sánh gì. Đúng là hổ giấy. Một đàn trùng tộc đang tập kích không lui, đột nhiên xuất hiện một màn tập kích bất ngờ. Tinh linh phát hiện sự tấn công của trùng tộc nên đội quân đang chạy tới. Đơn vị chiến đấu của hai bên đã giao tranh rồi. Cảm ơn người chủ trì. Xin kính chào mọi người đang có mặt tại đây. Tôi cho rằng tình yêu và sự căm ghét đều gây ra tổn thương cho chúng ta. Chúng ta sẽ bị hủy hoại bởi điều gì? Phải xem tổn thương bên nào gây ra lớn hơn. Đầu tiên, đưa ra tiêu chuẩn một cách trực tiếp, logic rõ ràng, mạch lạc. Tinh linh thành công đẩy lùi được trận đánh của trùng tộc. Phòng thủ vô cùng tốt. Trùng tộc. Lúc này trùng tộc đã nở trứng thành một con rắn gai. Chúng ta có thể thấy hiện giờ số chiến đấu của trùng tộc đã tăng lên gấp bội. Tinh linh bắt đầu yếu thế rồi. Vì vậy, ảnh hưởng của sự căm ghét sẽ luôn mạnh hơn ảnh hưởng của tình yêu. Tổng kết lại, bên chúng tôi kiên quyết cho rằng chúng ta dễ bị hủy hoại bởi những thứ chúng ta căm ghét hơn. Cảm ơn mọi người. Điểm số của hai đội chắc sẽ không chênh lệch mấy. Bên biện luận thì biểu hiện tốt hơn, bên phản biện thì logic hơn. Lập luận rất khá. Tiếp theo tới phần chất vấn. Giả sử bạn đang yêu đương đồng nghiệp, bạn trai của bạn bị gièm pha, bạn sẽ thế nào? Thật xin lỗi, tôi chưa từng yêu đương. Thì giả sử thôi. Được, vậy tôi sẽ giả sử rằng bạn trai của tôi là Pinocchio. Một khi nó dối mũi sẽ dài ra. Vậy làm sao tôi tin được? Người khác dèm pha nấy chứ. Vậy nên mới nói đàn em đây vẫn còn quá trẻ. Tục ngữ có câu người tình trong mắt quá tây thi. Những người bị phản bội trong tình cảm trước khi xảy ra chuyện đều giống như bạn vậy, tự cho là mình có thể nhìn thấu. Vậy nên càng yêu sẽ càng yên tâm, sẽ buông lỏng cảnh giác với những gì mình yêu. Đúng không? Không đúng. Sao lại không đúng? Chúng ta sẽ thường yên tâm với những thứ bình thường, còn những thứ cảm giác khác thường sẽ cảnh giác hơn. Nó không quyết định bởi chúng ta có yêu hay không, mà phụ thuộc vào trạng thái vốn có của nó. Nhưng chúng ta luôn mù quáng với những người và vật mà ta yêu, làm sao có thể kịp thời phát hiện nó khác thường. Người bạn yêu mà bạn không phát hiện ra vấn đề, và những thứ bạn vô cùng căm ghét tới mức không muốn nhìn thấy dù chỉ một lần, chẳng phải sẽ càng khó phát hiện sao? Vị trí phản biện thứ ba bên học viện văn học về mặt phòng thủ có tiến bộ nhiều thật đấy. Xin hỏi bên biện luận, một người có nhiều điều sở thích yêu cuộc sống, đây có phải là chuyện tốt không? Đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu những thứ yêu thích là dễ dàng hủy hoại chúng ta hơn, càng yêu thích nhiều hơn càng dễ bị hủy hoại, vậy thì đây đâu còn là chuyện tốt nữa. Đó là bởi vì Sự nguy hiểm của tình yêu rất khó phát hiện ra. Nó trong tối tầm ngoài sáng chẳng phải một tình huống rất nguy hiểm sao? Không nguy hiểm bằng địch mạnh ta yếu. Địch mạnh đánh không lại thì bỏ chạy, nhưng kẻ đứt đường tập kích ta làm sao tránh được? Nhưng nếu kẻ tập kích ta chỉ cầm một cây súng nước thì sao? Tôi nghĩ chắc cũng không cần phải tránh đâu. Đối với những người bị quỷ hoại bởi thuốc lá có phải thứ họ yêu thích không? Không, là thứ họ căm ghét bởi vì họ bị quỷ hoại bởi nó. Vậy nên họ quỷ hoại bởi thứ mà họ ghét. Hiện nay số lượng người hút thuốc trên thế giới là 1,2 tỷ người. Chỉ tính tại Trung Quốc có 350 triệu người. 2000 năm nay số người chết vì những bệnh liên quan này đạt tới 1 triệu người. Bạn có thể đưa ra một ví dụ về một thứ đáng sợ có tính quỷ hoại lớn hơn không? Chiến tranh. Trong lịch sử nó khiến nhân dân lầm than, khiến dân tộc diệt vong, khiến dân binh lụi tàn. Tổn thất vì những hút thuốc mang tới lớn hơn chiến tranh sao? Hoặc bạn nói không căm ghét mà lại yêu thích chiến tranh sao? Nếu nhớ không nhầm, lần đầu tiên thấy lập luận đáp trả của bạn này. Cậu lại biến màn chất vấn thành tự do biện luận rồi. Ngu ngốc. À, vậy sao? Lười nói với cậu. Đội quân trùng tộc với sự lãnh đạo của rắn gai đang điên cuồng đuổi theo. Những tinh linh còn sót lại liệu có bị tiêu diệt toàn quân hay không? Dòng biện luận thứ tư bắt đầu. Mời người biện luận của hai bên.